Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Đức Huy gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Đức Huy đã nhận lời mời về thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định. Hợp đồng của anh với câu lạc bộ Hà Nội từ năm 2019 đến 2022 cũng sắp kết thúc và đôi bên cũng không có kế hoạch tiếp tục gắn bó thêm. Trong mùa giải cuối với Hà Nội, Đức Huy không thi đấu nhiều vì chấn thương, do đó nếu ở lại sẽ rất khó để Huy được ra sân thi đấu thường xuyên. Và sau khi cân nhắc, anh đã lựa chọn đầu quân cho Nam Định FC. Trước khi đồng ý đến Nam Định, Đức Huy đã nhận không ít lời mời hấp dẫn từ các đội bóng V-League, trong đó có Hải Phòng, Bình Định, Công an Hà Nội. Sau khi cân nhắc, Đức Huy chọn Nam Định, đội bóng giàu tiềm lực với nhà tài trợ mới. Phạm Đức Huy quê Hải Dương, ăn tập tại hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội từ năm 2006. Năm 2015, Đức Huy cùng Quang Hải, Hùng Dũng là những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ Hà Nội 2 tiền thân của đội Sài Gòn vô địch hạng nhất. Sau đó, Đức Huy cùng Quang Hải được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đôn lên đội một câu lạc bộ Hà Nội đá V-League từ năm 2016. Trong màu áo đội bóng thủ đô, Đức Huy đóng góp nhất định trong việc giành 4 chức vô địch V-League 2016, 2018, 2019 và 2022. Đức Huy cũng có sự nghiệp đội tuyển thành công rực rỡ, đỉnh cao là năm 2018 khi anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á. Vào tứ kết môn bóng đá Nam ASEAN 2018 và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cuối năm. Nếu đến Nam Định, Đức Huy có thể tái ngộ không ít đồng đội quen thuộc là những tuyển thủ như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy hay thủ môn Trần Huy Mạnh. Với những sự đầu tư rầm rộ trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ Nam Định hứa hẹn sẽ là một thế lực mới ở sân chơi V-League cũng như ở cúp quốc gia. Đó cũng là cách mà Bình Định từng làm để giành vị trí thứ hai chung cuộc ở cúp quốc gia và hạng 3 V-League 2022. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!